Xin chào tất cả các bác nha Các bác ơi anh em nghe thử nhạc một tí nào Đẩy ba kênh 3G một thương hiệu đến từ Đức Lên nhạc luôn Nghe thử cái đó nào, nào đây, đây. Các nào Các bác nghe đây à Thấy không Ok chưa bây giờ test nhạc nhẹ nhàng nha các bác nghe thử nhạc nhẹ nhàng nha xem có hay không nha để em review tiếp nha lên nào Các bác nha một con đẩy 3 kênh 3G Đấy, tất cả các bác chúng ta biết rồi 3G nó là một thương hiệu nó quá nổi tiếng rồi Đấy, dòng này được sản xuất tại nhà máy của hãng B3 anh em ai không lạ gì với cái thương hiệu âm thanh nó quá nổi tiếng và với toàn bộ công nghệ của Đức thì mang đến cho các bác một sự trải nghiệm và hôm nay các bác vừa nghe vừa uh, được thẩm âm về cái âm nhạc giữa bản nhạc mạnh và bản nhạc uh, nhẹ nhàng êm ái Đấy, và sử dụng qua một cặp loa 725 tức là hai bát 40 một chiếc kèn 750. Và bây giờ em sẽ review cho các bác xem qua về con này. Đó, à, con này của nó là con đẩy ba kênh các bác nhá. Đẩy ba kênh 3G audio. Đấy, MA900. Và ở đây thì em hiền có hai phân khúc giá dành cho con này. Đấy, một phân khúc giá dành cho các bác là với giá là 900 000 đồng và một phân khúc giá dành cho các bác là với giá chỉ có hơn 2 triệu. Đấy cực rẻ chất lượng tiếng cực hay và cái âm thanh của nó xuống sâu lắm các bạn giải bát của nó nghe rất là nảy và tất cả các bác chúng ta có thể kết hợp với những dòng loa vừa những dòng loa à, karaoke gia đình và ở đây thì các bác nhìn thấy hai đường chính một là đường này hai là đường này đằng sau các bác cũng phải đấu đúng nhá à, đây là hai đường chính là một đường ở giữa là đường chọn lòi đường center có nhá à, anh em có thể đấu một cặp loa nhỏ đấy, hoặc một chiếc loa để chọn lời cho bộ dàn karaoke và nó tách biệt luôn cho tất cả các bác là ba kênh riêng biệt để, các bác ạ. Đấy và với con này thì các bác nhìn nhá. MA900 là con này của nó là công suất của nó là 900W các bác nhá. MA900. Đấy, công suất tổng của nó gần 1000W thì các bác biết rồi. Mặt mũi của nó thì cực kỳ là đẹp. Đấy, hàng bãi mà còn sạch sẽ được như thế này thì các bác cảm thấy là rất là sướng rồi, đúng không? Đây và cho các bác xem qua về nội thất ruột gan của nó để các bác biết là dòng này của nó chạy mạch cò lát các bác ạ. Biến áp của nó đây, biến áp của nó là nguồn dây đồng các bác nhá nguồn sai 3 u và đây chính là cái hệ thống công suất của nó các bác đấy, công suất của những cái dòng mạch cỏ lát thì nó không tính bằng sò đâu bác ơi đấy rất nhiều bác cũng muốn hỏi em là con này thì nó có bao nhiêu sò thì em nói luôn đối với những dòng mạch công nghệ cao ví dụ như cỏ lát h cỏ lát d cỏ lát td thì thường thường người ta sẽ chạy bằng hệ thống phát hệ thống sò trường chứ nó không sử dụng là những cái dòng à, mạch à, thông thường nữa đấy và đây của nó có bốn tụ rất là lớn các bác này hệ thống quạt gió này đấy Tản nhiệt trực tiếp ở cái mạch đầu tiên này Và ở phía sau nó sẽ có một cái quạt nữa để à, hỗ trợ cho cái phần tản nhiệt đấy. Và đây chính là cái bo xử lý tiếng này Chính vì vậy mà con này của nó tiếng rất là hay Nó có hệ thống giải mã riêng Nó không thông thường như những con đẩy khác các bác ạ Đây chính là cái hệ thống mạch công suất của nó Và đây là khu vực phía sau để tất cả các bác chúng ta à, xem xét về à, con này à, Trời ơi con này nó cũng còn tương đối là mới các bác nha Còn tương đối là mới Đây các bác xem con này của nó là hiện tại bây giờ công suất của nó 800W không phải đơn giản đâu các bác ạ. À. 800W, mắc của nó là 900W và đây là hai đường chính này. Các bác nhìn không? Đường rò, đường lo đây, là hai đường chính. Còn đây là đường chọn lòi ở giữa. Các bác về đấu hai loa chính là các bác đấu vào là này. Và vừa nãy thì em Hiền cũng đã cho các bác thẩm âm qua về cái hệ thống âm thanh khi mà đánh với một cặp loa lớn các bác nghe có đã không ạ? À? Đây, đây là hai đường âm thanh vào này, một này, hai này. Đấy, đường này là đường center. Tất cả hệ thống khung sườn, hệ thống Um, kết nối của con này thì cực kỳ đẹp và nó rất là chi tiết rất rõ ràng à, các bác ạ đấy với một con đẩy liền vang à, xin lỗi các bác một đẩy con đẩy ba kênh riêng biệt hai đường chính một đường center như thế này thì ở đây ở đây em hiền có sáu uh, uh, 6 con các bạn 6 con thì hoạt động hoàn hảo các bác nhá em chỉ để cho các bác với giá là hai triệu ba trăm nghìn đồng một con thôi còn có một con không đóng le À, một con không đóng le em bán cho anh em thọ về xử lý à, tất cả là còn nguyên zin hết em chưa qua sửa chữa nha đấy không đóng le thì các bác ai mà lấy em để cho các bác với giá 900.000 đồng 900.000 đồng một con à, còn con nào chạy ok hoạt động hoàn hảo thì em để cho các bác với giá là 2 triệu 300.000 đồng một con cảm nhận của các bác như thế nào khi à, chúng ta mua một con đẩy liền vàng ba kênh toàn bộ là sản xuất theo cái công nghệ và cái tiêu chuẩn của Đức cảm ơn các bác ạ toàn bộ theo cái công nghệ và tiêu chuẩn của châu Âu thì à, thứ nhất là hiệu suất của nó rất là cao thứ hai là mặt mũi của nó còn khá là sạch đẹp. có đương nhiên hàng bãi nó có xuất sát nó có cũ đi theo thời gian thì các bác ơi anh em chúng ta à, lựa chọn nó thì các bác lựa chọn không thì các bác ra ngoài chợ các bác mua đồ chợ các bác dùng. đấy tùy theo sở thích của mỗi người các bác nhá. đẹp chất lượng âm thanh hay và tất cả nội thất là em bao cho các bác là chạy hoạt động hoàn hảo luôn bao ship toàn quốc. 2 triệu 3 hoạt động ok Hoàn hảo 900 nghìn đồng một con duy nhất Đấy không đóng le Đấy không ra tiếng em bán sát luôn Ok chưa Đấy Và tất cả các bác ai uh, đang cần những chiếc đẩy liền vang các bác này Một con là Úp Up, uh, Up một cái thương hiệu âm thanh nó cảm giác là rất là 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 nổi tiếng các bạn. Đấy con này của nó thì các bác nhìn thấy không? Con này của nó con đẩy liền vang các bác nhá. Đấy, mạch của nó còn cực kỳ là đẹp. Này các bác nhìn hệ thống bù áp này. Các bác nhìn thấy không? Hệ thống bù áp này. Đây. Đây. Con này của nó là công suất của nó đạt cho các bác là 700W. Đây, mắc và 250 cho đến 300W một kênh. Đấy, chỗ này của nó bẩn các bác nhá. Đấy, hơi xước một tí em sẽ có cho anh em thọ nó xử lý chỗ này. Đấy, con này của nó là AV 250A có hệ thống đèn nháy ở đây rất là đẹp. Các bác ạ, hệ thống đèn nháy ở đây rất đẹp và con này các bác nhìn thử xem đấy mặt mũi của nó này đây có hệ thống ghen này hệ thống echo này hệ thống to nhỏ này đấy nhạc này và con này thì em khẳng định luôn cho tất cả các bác là nó tiêm mặt mũi của nó rất là đẹp đúng nhá con này của nó là 8 uh, sò toshiba lớn và 4 thúc các nhá hai tụ nó rất là to bên mạch của con này rất là đẹp con uh, uh, ubusu này của nó là một thương hiệu âm thanh nó quá nổi tiếng của Japan uh, đấy và các bác biết rồi, tất cả thương hiệu âm thanh của Nhật bây giờ đa phần sản xuất lắp ráp tại Đài Loan và Trung Quốc hết. Chứ không còn sản xuất ở Nhật nữa đâu các bác ơi. Đấy, phía sau của nó này có này. Đấy, tất cả đường âm thanh vào này. Đấy, đấy có cả đường uh, input này, đường output này, đường audio out này. Đấy và con này của nó là có bốn cầu loa riêng biệt dành cho kênh A và kênh B. Đấy. Riêng con này em chỉ có duy nhất một con lẻ lô thôi các bác ạ, một con lẻ lô. Đấy em bao cho các bác là mặt mũi sạch sẽ, đẹp, ruột gan zin đét tiếng tăm ok luôn các bác ơi tiếng tăm ok em để cho các bác với giá uh, giao lưu cuối năm 2 triệu 200 nghìn đồng con này Đó nhá chỗ này của nó vừa bẩn vừa xước một tí các bác nhá em sẽ cho anh em thọ đấy, xử lý về chỗ này sẽ các bác không nhìn thấy đâu yên tâm đấy, ubusi av 250 a 2 triệu 200 nghìn đồng ok đấy con <laughs> này là, là mã số 2 còn mã số 1 này em dán vào luôn mà đi để tí lát đấy, tiếp theo là lên cho các bác một con uh, Weili một thương hiệu âm thanh nó rất nổi tiếng của USA. Con này của nó chính là con EV à, 520D các bạn nhé. Đây, hai 200, quay đi. E. Dòng này thì à, nó có hệ thống giải mã âm thanh nó thật các bác là thôi. Đừng bàn về con này nữa các bác ạ. À. Con này của nó là hàng châu Âu xịn đấy. Kể cả các bác nhìn ruột gan này xịn sò chưa. À, con này thì em chỉ có duy nhất một con thôi. Nhìn cả cái tụ thì các bác biết là. Đấy, tụ của nó là tụ full cap này. Các bác nhìn không? Tụ full cap 80V 10.000 10 mi. Đấy, nó có bảng giải mã riêng. Con này chất lượng âm thanh kể cả từ về Echo à, Từ về Revolt Các bạn Các bạn nhá Đấy con này có nói Echo số này Một là mic này nó có rất nhiều chế độ này System này Echo này Ba là mic này bốn là fix này Đấy con này có nói là Echo của nó là Echo kỹ thuật số Đối với con này thì em nói thật các bác là nó rất là hiếm TVKD 200 Đi ghi thổ sâu Đấy Wayley con này của nó thì bình thường là nếu như mà em bán cũng phải giá tầm khoảng 3 củ. Đấy nhưng mà con này của nó trong quá trình vận chuyển thì nó hơi sứt một tí ở chỗ này. Em sẽ cho anh em thọ là uh, gắn lại chỗ này, xử lý cho các bác chỗ này. Đấy, các à, bác nhá. Đấy còn đằng sau các bác nhìn đây. Đấy, tất cả mã cốt mã vạch này các bác nhìn thấy không? Đấy, con này của nó là rất là ok luôn đấy các bác. Đấy, quá ok luôn. Con con này thì nó có hai bốn đường ra loa này. Các bác nhìn thấy không? Bốn đường ra loa riêng biệt này. Đấy, điện của nó là điện 220. Đấy, con này vẫn còn nguyên tem này, anh em thợ chưa lau chùi một tí nào luôn. Đấy, có cả đường mic đằng sau này. Đấy, con này thì nó là hàng đắt tiền này các bác ơi. Em thanh lý cho các bác, con này của nó duy nhất có một con. Đấy, duy nhất một con, con này tiếng cực hay, bao hay, bao phê cho các bác luôn. Giá để cho anh em với giá là cũng 2 triệu luôn. Thanh lý luôn các bác nhá. Quay ly, một con duy nhất, mặt mũi đẹp. Đấy, Echo Digital, chống hú tốt, có hệ thống giải mã. Đấy, tụ full cáp. Con này zin đét hết các bác nhá, không sửa chữa gì đâu. Đấy, con này để cho các bác với giá 2 triệu. Anh em ai chốt được con này thì các bác chốt lẹ, chốt khẩn trương. Đấy, đảm bảo luôn cho các bác là không thể kiếm được con thứ hai. Đấy và một con cuối cùng ở trên video ngày hôm nay. Đấy, đó chính là một con EV Electro Void AV999. Thanh lý cho các bác với giá 1 triệu 1. Đây, tem mác đang tầm lâm này, băng keo này, các bác nhìn không? Đấy, con này của nó là À, mới về thêm đó nha chứ còn con này của nó về đến đâu là hết đến đó về đến đâu là hết đến đó bởi vì con này của nó công suất của nó cũng vừa vừa thôi các bạn ạ mắc của nó là 500 còn công suất hoạt động của nó là tầm khoảng 200W một kênh tức là các bác có thể kết hợp với loa nghe nhạc kết hợp với loa cây Đấy, hoặc là các bác kết hợp với lại những thiết bị âm thanh à, vừa và nhỏ thì các bác chơi con này vừa kết hợp được cả hát Đấy, con này thì nó có một cái màn hình màn hình uh, VU ở đây các bác nhá. Màn hình VU ở đây. Đấy, nói chung mặt mũi của nó thì trông như một chiếc âm ly đỏ nông của Nhật luôn, em nhìn trông rất là sướng. Hiện tại con này của nó là chạy 4 sò trường các bác nhá. Chạy 4 sò trường, hai biến áp các bạn, hai biến áp nguồn xuyến. Đấy, bên mạch của nó đằng trước đây. Con này của nó là bao chữa bác là hoạt động ok luôn nhá. EV này, Electric Boy này, design by USA made in Taiwan. Dòng này của nó thì em bán nhiều rồi. Đấy, cho nên là các bác ai mà chốt được con này thì nó thật các bác là nó giá nó quá ok, quá hợp lý. Đấy, master channel hai kênh chính này, nó có cả cái đường trợ lời nhưng mà chỉ đấu loa nhỏ thôi các bác nhá. Đấy, công suất max của nó là 400. Đấy. Công suất max ở ba cửa điện này là 400 và công suất max công suất của nó là 500. Nhưng mà công suất hoạt động liên tục của một kênh thì tầm khoảng được 200 W một kênh các bác ạ. Đây cắm điện các bác nhìn này. Nó có một chiếc màn hình ở đây. Các bác ạ. Đấy anh em nhìn thấy không? Ít tiền nhưng mà các bác nhìn thấy là nó quá đẹp. Kết hợp với lại loa, tivi, kết hợp với lại karaoke để trong phòng ngủ để phòng khách trưng bày rất đẹp đấy. con này thì em để cho các bác với giá một triệu một trăm nghìn đồng còn mấy con nhỉ? còn bảy tám con đúng không vừa về đúng không đúng còn có bảy tám con thôi các bạn vừa về xong em bán lỗ vốn luôn đấy để lấy tiền trả tiền lương cho anh em cuối năm này năm nay đói lắm các bạn không có tiền đấy. một triệu mốt một con bao ship anh em ai nổ tài khoản là bao ship nhá một triệu mốt con này bao chạy cho các bác ok luôn mặt mũi đẹp Đó. và tất cả các mã này tất cả các sản phẩm các bác nhớ khi mà xem video các bác cố gắng chụp màn hình lại để liên hệ qua với Cao Hiền 2 triệu ba ba kênh này đấy, 900 nghìn đồng một con không đóng lè này và tất cả sản phẩm ngày hôm nay thì em Hiền à, sẽ bao ship cho tất cả các bác trên mọi miền tổ quốc anh em ai chốt thì cố gắng à, gọi điện thoại qua duy nhất một số điện thoại là 093 à, 23 993 93 và các bác lấy số điện thoại à, các bác ạ đấy và anh em ai à, xem thì cố gắng cho em xin một like một đăng ký kênh để à, theo dõi những video tiếp theo các bác nhá 93 và số tài khoản để tất cả các bác chúng ta chuyển tiền chuyển cọc chỉ có duy nhất một số tài khoản mang tên chủ tài khoản là Cao Ngọc Hiền đó nhá. 5 số 6, 6 số 8 và một số 5 còn bất cứ một hình thức đấy một cái số tài khoản khác nào đấy không phải tên Cao Ngọc Hiền các bác không chuyển. Ok chưa? Chân thành cảm ơn tất cả các bác nhé Đấy và bây giờ thì em Hiền xin được xuống like. Kính chào, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.